Vụ việc chị Lê Thị Thu Thảo, ngụ ở xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, là vợ của công nhân tử nạn trong vụ sạt lở tại công trình thủy điện Rào Trăng 3, bị kẻ gian lừa đảo 100 triệu đồng, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Bởi lẽ, số tiền này được các nhà hảo tâm từ khắp cả nước gửi về sau khi biết đến hoàn cảnh éo le của gia đình chị Thảo. Một hành vi lừa đảo vô nhân tính, vi phạm đồng thời cả đạo lý và pháp lý. Kẻ lừa đảo Nguyễn Văn Phúc, 23 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Nam, đã bị công an bắt sau đó không lâu. Điều dư luận quan tâm nhất là đối tượng này đã dùng thủ đoạn như thế nào để chiếm được số tiền lớn như vậy từ tài khoản của chị Thảo. Em thấy hoàn cảnh của chị Thảo đang kêu gọi tiền hỗ trợ, nãy xin chiếm đoạt tiền trong tài khoản chị Thảo là 100 triệu. Rồi là em lấy điện thoại điện để yêu cầu chuyển tiền hỗ trợ cho chị, rồi là nhắn cho chị cái tin có chứa đường link trong web này, giống ngân hàng. Còn nếu chị đang nhập vô trong đó để lấy tài khoản mật khẩu của chị, xác nhận chuyển tiền qua tài khoản Viettelbuy. Một thủ đoạn vô cùng quen thuộc mà đối tượng này đã sử dụng rất nhiều lần, lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền lớn. Đối tượng lừa đảo sẽ làm quen, tâm sự, tạo cảm giác tin tưởng cho nạn nhân. Sau đó, đối tượng nói rằng mình đang ở nước ngoài sử dụng ngân hàng quốc tế. Vì vậy, gửi cho nạn nhân một đường link hình thức có vẻ giống như đường link ngân hàng và yêu cầu nạn nhân đăng nhập tài khoản, mật khẩu. Từ đó, đối tượng lừa đảo biết được chính xác tài khoản, mật khẩu của nạn nhân và dễ dàng truy cập, tạo lệnh chuyển tiền bất hợp pháp. Kiểu lừa đảo thông qua các đường link giả mạo ngân hàng, tổ chức tài chính đã xuất hiện nhiều. Các ngân hàng cũng đã rất nhiều lần đưa ra cảnh báo với khách hàng tuyệt đối không đăng nhập dịch vụ ngân hàng từ các website lạ, không tiết lộ tên đăng nhập, mật khẩu và mã PIN của các dịch vụ cho bất kỳ ai, bất kỳ kênh nào. Đặc biệt, khuyên khách hàng thường xuyên thay đổi mật khẩu, đặt mật khẩu phức tạp, khó suy đoán. Qua sự việc này, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho mọi người dân cần cẩn trọng hơn trong mọi giao dịch tiền bạc.